Tân Quỳnh Châu, chặng đường 20 năm nhìn lại. Tân Quỳnh Châu tạo giá trị, trao niềm tin. 20 năm với một doanh nghiệp là chặng đường khá dài. Và với Tân Quỳnh Châu, hơn 20 năm qua là một hành trình với nhiều thăng trầm. Song bên cạnh đó, Tân Quỳnh Châu cảm thấy hạnh phúc vì luôn được sự đón nhận và đồng hành của quý đối tác, khách hàng. Công ty Tân Quỳnh Châu được biết đến có tiền thân là một cửa hàng mua bán sửa chữa điện gia dụng ra đời vào năm 1993 tại phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bằng sự hăng say, nhiệt huyết và lòng yêu nghề, trong suốt quá trình 5 năm, đội ngũ thợ của cơ điện Châu lúc bấy giờ gặt hái được nhiều thành công nhất định. Đến năm 1998, tiệm điện cơ Châu đã lớn dần và phát triển thành cơ sở cơ điện Quỳnh Châu, chuyên gia công cơ khí và sản xuất motor, máy bơm trục ngang mang thương hiệu CDC và có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, đánh dấu cho việc đặt nền móng cho những sản phẩm mang thương hiệu Việt. Nhận thấy nhiều cơ hội và mong muốn vươn xa hơn, đến năm 2003, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Quỳnh Châu chính thức ra đời. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Tân Quỳnh Châu luôn đặt ra kế hoạch và mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn. Giai đoạn 2003-2008, Tân Quỳnh Châu tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm, xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên có tay nghề cao. Từ năm 2008 đến năm 2013, phát triển và mở rộng sản phẩm ở khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh Tây Nguyên. Trong giai đoạn này, Tân Quỳnh Châu cũng vinh dự đón nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng do nhà nước trao tặng. Nhờ những tiếng vang nhất định trong ngành, từ năm 2013 đến năm 2018, hệ thống phân phối sản phẩm Tân Quỳnh Châu mở rộng ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc và các tỉnh Tây Nam Bộ. Đến năm 2018, hệ thống phân phối sản phẩm của Tân Quỳnh Châu đã phủ khắp 63 tỉnh thành và đáng nói đến là 6 chi nhánh trực thuộc của công ty ra đời vào thời gian này được bố trí theo khu vực trải dài cả nước. Trong quá trình bán sản phẩm của công ty Tân Quỳnh Châu, em nhận thấy sản phẩm công ty Tân Quỳnh Châu độ bền cao, tiết kiệm điện, song song đó là chế độ bảo hành của công ty là nhanh chóng, đội ngũ nhân viên kỹ thuật hỗ trợ kịp thời. Không dừng lại ở đó, nhận thấy cơ hội về việc chuyển đổi số, công ty Tân Quỳnh Châu đã không ngừng nghiên cứu và ứng dụng việc số hóa vào các hệ thống quản lý sản phẩm, quản trị doanh nghiệp, dịch vụ, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng và đang ngày càng hoàn thiện hơn cho đến nay. Chúng tôi đã hướng đến năm 2023, Tân Quỳnh Châu đặt cột mốc 20 năm cho giai đoạn phát triển hiệu quả, bền vững, mang đến cho những công trình nông nghiệp, công nghiệp sự an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thành công của Tân Quỳnh Châu là đội ngũ nhân sự năng động, kiến thức chuyên môn cao, không ngừng tiếp nhận và đổi mới sáng tạo. Và chúng tôi vẫn đang mỗi ngày sẽ viết tiếp nên những mốc son mới bằng tất cả trái tim chân thành, nhiệt huyết, bằng giấc mơ của từng con người Tân Quỳnh Châu với mong muốn tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của quý khách hàng. Chào anh em thợ, đây là cái sản phẩm mà trước giờ em đang tin dùng, sử dụng, phục vụ bà con khu vực em. Galaxy, sản phẩm của công ty Tân Quỳnh Châu. Sản phẩm này thì em đánh giá là một sản phẩm có chất lượng, chế độ bảo hành ok, tiết kiệm điện. Và nói chung là nó rất nhiều hệ cánh, phù hợp với bà con, đặc biệt về cái dòng hỏa tiễn này. Bơm chìm cũng vậy, hay bơm áp thì đều có đầy đủ. Vừa rồi thì em cũng rất bất ngờ khi công ty tới thăm nom cửa hàng. Sau đó thì triển khai chương trình thẻ hội viên. Từ cái chương trình thẻ hội viên này thì anh em thợ được liên kết, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu với nhau.
nhiều hơn. Và đồng thời thì em cũng thấy từ cái chương trình này thì công ty có quan tâm tới anh em thợ chúng mình. Em rất là cảm ơn cái tình cảm của công ty dành cho anh em thợ chúng em. Cùng với việc đã và đang phát triển xây dựng nhà máy mới tại tỉnh Đắk Lắk với quy mô xây dựng 22.000 m² sẽ giúp Tân Quỳnh Châu không những tự chủ được nguồn cung cấp sản phẩm mà còn làm chủ công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến. Sứ mệnh luôn tạo giá trị, mãi trao niềm tin, sẵn sàng kết nối, chia sẻ, đồng hành, phát triển. Tầm nhìn, Tân Quỳnh Châu luôn nỗ lực phấn đấu cùng với sự phát triển của xã hội và thị trường nhằm tạo ra và mang đến những lợi ích, giá trị cho các bên để trở thành những đối tác uy tín mà bạn đáng tin cậy. Tân Quỳnh Châu chúng tôi, một chặng đường 20 năm hình thành và phát triển. Năm 2003 đến năm 2023, tuy chưa phải là một khoảng thời gian đủ dài, nhưng chúng tôi cũng hoàn toàn có quyền tự hào và phấn khởi khi nhìn lại một chặng đường xây dựng và phát triển. Cho đến nay, chúng tôi gặt hái được những thành công nhất định như về chất lượng sản phẩm được nhiều khách hàng tín dùng, về thương hiệu được nhiều người tiêu dùng biết đến, về thị trường chúng tôi có hệ thống phân phối rộng khắp trên 63 tỉnh thành và 6 chi nhánh trực thuộc được bố trí theo khu vực trên cả nước. Với sứ mệnh luôn tạo giá trị, mãi trao niềm tin, sẵn sàng kết nối, chia sẻ, đồng hành và phát triển, được tập thể cán bộ công nhân viên Tân Quỳnh Châu thấu hiểu và thực hiện. Mục tiêu của chúng tôi đặt ra và hướng đến là luôn đi cùng với sự phát triển của xã hội, thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện tại chúng tôi đã và đang ứng dụng công nghệ số, số hóa vào trong quản lý sản phẩm, quản trị doanh nghiệp cũng như những dịch vụ phục vụ, hỗ trợ, chăm sóc trước và sau bán hàng. Đây là những đổi mới tiên phong, chúng tôi luôn nỗ lực, phấn đấu nhằm tạo ra và mang đến những giá trị cũng như lợi ích cho các bên để trở thành những đối tác uy tín, một hình ảnh Tân Quỳnh Châu mà bạn đáng tin cậy. Tân Quỳnh Châu, vì cuộc sống thêm xanh. Tân Quỳnh Châu, tạo giá trị, trao niềm tin.